Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Hôm nay mình làm với bài viết về dược tính thọ thế bảo nguyên với vị thuốc châu sa. Vị cam, trắng, tâm, dưỡng, thành. Khư, sát, quỷ, định, phách, an, hồ. À, mình xin đọc lại một lần: châu sa vị cam, trắng tâm, dưỡng thần, khư tà, sát quỷ, định phách, an hồn. Chào tạm biệt các bạn.